Cây này với hai chú cái tranh luận là khoảng bao nhiêu con? Tàu này 40 con. 40 con, còn bác hùng voi mấy con? Không mấy con à. Cái này dối nó cũng mẹ ăn chục con à. Chục 20 con à, để mà để chủ nhật tuần tới hả? 5-6-70 con. Cây này. Để vậy thì đến bao giờ? Không, nhưng mà cây này nó cũng phình rồi nè. Nó còn đủ cái đọt con kìa. Cái đọt vậy là hỏng rồi đó. Hôm bữa ở trên kia chú Tiến có một cây dừa mà cái ngọn nó bị đọt, nó ấy, nó hoa rồng nó trào 1 tỷ á. Chú Tiến. 1 tỷ gì hả? Nó bán 1 tỷ nó mới bán, à đâu? 1 tỷ hay tỷ mấy nó mới bán đấy. Cái cây này vớ vẩn cả trăm con, cái đọt này nhiều này. Mới nhìn thấy con này muốn bắt, chỉ có bắt cây chứ. Nhìn thấy con xanh. Phần nữa. Lấy cái dao kia kìa. Cái cây này có cái mỏ rụng giá trị lắm, lỡ rụng tôi làm gãy rồi cũng không biết lấy gì thường thường. Đâu dao đâu rồi. Đây, những cái này sau chú Tiễn này. Nhưng mà chú Tiễn có nhiều cây bị ăn như vậy không? Hay một cây? Lâu lâu có một cây chứ. Thì đúng, cũng muốn hết mẹ nó rồi. Lâu lâu. Cái con này như kiểu ăn nó nây đúng không hả bác Hùng? Nó chạy đúng không? Chạy hả? Ý là nó chạy cây này cây kia đấy. Ờ. Bay. Nó già rồi nó bay qua cây khác. Thế thì phải tiêu diệt từ nhỏ. Quyết định hạ ngang cây, cho đổ xuống để bổ ngọn. Này dám còn củ hủ. Hủ bỗng lỗ mà lớn vậy nè. Củ dừa đấy. Đang chưa hết á. Trời ơi, thúi hết rồi. Vô góc này luôn. Thôi, giục này. Nó lắp cái này nè. Nó sẽ nằm ở ngay cái đầu đọt này ở chú Tiến. Nằm ở giữa. Đâu tôi nói cái dao tôi dùng. Giờ có trẻ ra lấy từ từ chứ có gì đâu. Trẻ bẹ ra lấy thôi. Ở trong bẹn liệu nó có không cơ? Có bẹn có rồi cơ. Ở miền Tây chú Tiễn nằm ở đây có cái gì này? Hay chỉ nằm trên đọt thôi? Con đuông mà chú nằm đấy. Qua lại qua không? Không có, không có, không có. Phải có kinh nghiệm đấy chứ không kinh nghiệm không bắt ở đâu. Đúng rồi. Tôi già rồi. Ăn hết rồi, ăn hết cái ngọn. Mình ăn sống nha, lát ăn sống nha. Ăn sống thử cho nó ngon không? Chưa ăn bao giờ, cháu chưa được ăn bao giờ. Đừng mà để vô nó nhọt cái miệng đụng nè. Tôi không chơi rồi. Thấy ta để vô nước mắm mày ta ăn à. Mắm dĩ ấy. Mắm nước mắm vua. Mắm dĩ đấy. Nước mắm vua ăn. Cái đầu vườn trong cái có chú Tiễn nhỉ? Kinh nghiệm mới bắt được cái này đấy. Đơn giản đâu. Vậy cái gì nữa không biết cũng không bỏ hết. Không biết nào. Bỏ hết. Tôi biết sơ sơ thôi. Tôi biết hơi hơi mà đụng mà đợt đó tôi lấy được không được con nữa nữa. Không lại không bắt con nữa. Có chưa? Có nè, đây nè. Ui, con này còn già. Đâu già, con ngon. Ui, con này ngon này. Đấy. Cái này béo thế nhỉ. Béo thật đấy. À, bọc đụng mới cáo vậy mà. Không, nên lấy cái tô đựng đi. Cái tô, bỏ cái tô nhúc nhúc. Cho coi chơi hả? Cho coi chơi cái con đuông này thực sự nó rất là muối để lát nữa đi. Muối lát nữa rửa sạch. Đúng rồi. Bắt đúng rồi, kinh nghiệm mới bắt được đấy. Vậy chứ gì nữa. Có ông lấy mới sung chứ không có ông lấy cũng không sung rồi. Bữa tôi lấy cây ngoài tôi bỏ chắc con nữa hơn con nữa. Được. Thôi mình đẽo đi xong rồi để chú Tiễn chú bắt cho nó dễ. Mọi người cùng đoạn này. Dữ. Con này nở đi rồi. Một con. Một em. Nở đi rồi. Nó ngủ đây tôi giật mình là đủ đi đâu đi chứ.
Còn ấy tôi đi chứ mẹ. Thế mà con này còn nhỏ gì chú Tiến? Ba lá nhiều chú. Con này vậy là còn quá bíp rồi. Ở miền Tây họ nhỏ chút à. Về mình đi, một đi, con đi, các bạn. Có đi đi lẻ đi. Chủ quan quá mình chặt đúng vào nó luôn. Chiêu kinh nghiệm. À, đây con này. Con này ra nè. Đây này. Hả? Đọc từ từ nha, để nó. Cái này để tí chú Hùng lột nhá. Đừng nằm qua đi, tôi chỉ là tôi rước vô. Ừ. Hay nó nằm con thành con sâu. Để ngoài vườn tràm á. Tôi để trong túc trong hốc trong trong á chứ để thấy hai cái con sen nó đụng nè, bả rồi phái tôi luôn. Ê bả phái ông mà chơi. Ừ. Chừng nào ông bỏ rồi đúng. Này con nữa này. Con nữa đây hả? Chừng nào ông bỏ rồi đúng hả? Đưa tôi chứ đừng đưa bắt ai nha. Bắt là có liền kìa. Ui, béo nhỉ. Từ từ, đó. Đừng hả? Đừng ấm cầm. Cái con này ăn sống được luôn không? Hay là nó dịch xịt sữa này người ta ăn sống giữ. À, con mẹ là đúng đó của nó nè. Đây là con mẹ của nó này hả? Ừ. Con này giống con sen tóc ấy. Con này vậy. Một tài xế em kêu bứng sen bứng bỏ ngoài vườn tràm rồi á. Con này sống con sen tóc này. Con này ăn giòn lắm. Giòn đúng không? Mày rửa nước đang. Đúng. Chọt chọt luôn cả. Đít. Có cái con gì con giòi. Ngon vậy. Con có 25.000 kia nhiêu. Con 25.000 hả? Ừ. Thật đấy đùa đấy. Thật á. Giờ đi về miền Tây coi. Con 25.000 đặt trước mới có chứ. Đặt trước á. Vì các bạn nó ăn cái dừa. Nó ăn cái dừa mà. Ăn hết cái dừa rồi. Đây chú Tiến này có vẻ trong này có này. Từ chưa ăn bẻ luôn con. Cái này còn mới quá. Nhưng mà con này mập nhỉ. Kinh thật đấy, phải nói to. Nó ăn chưa tới ăn bẻ nghe anh Chính. Chưa ăn bẻ. Thấy không à. Nhưng mà từng sau thì quá đà rồi. Nó già quá nó đi hết. Sau là rụng nhiều lắm. Có hả? Đi hình mới là thấy không nghe đi nè. Đi rồi. Con này nó đang chuẩn bị thành ngài này, nó đang chuẩn bị nở này. Đâu có. Đúng không, nó sẽ chuẩn bị nộn, nó dành con già đúng không? Thì giờ chuẩn bị nó có chân rồi đấy. Nó già là nó chui ra nó đi đó. Vâng. Đi ăn con khác á. Ăn cây khác. Cây khác á. Nó có ăn, bây giờ nó ra đẻ nó chết rồi. Nó ăn, Hay nhỉ, bắt chi tiết nhỉ. Đâu phải đơn giản đâu. Chiều lắm. Vẫn còn, nó vẫn còn đấy. Một cái này là ba con. Đâu? Vô máng à. Ý á. Đâu mà con này. Không có một con trong kia vẫn còn kìa. Con này muốn già. Kiếm nữa chứ. Một cái ba con đấy. Nhưng như thôi con này già, con này già nè. Vẫn ăn được. Hả? Qua khỏi này luôn rồi. Ồ, hay quá. Con này già rồi. Đâu mà. Nhưng, ấy, chết, chết rồi. Chết rồi. Chết đen xì rồi. Dục bỏ. Chết cậu em ơi. Dạ thưa. Rụng mà thúi đâu. Dục đi. Chết rồi. Đó là tiên nhân. Ô mà nó ăn tới dưới này rồi nè. Ghê ha, chặn dây rồi. Mà chặn vậy đâu có vô nữa đâu, nó lên trên rồi. Không có vô đâu. Hết rồi. Hết chưa hết. Nó lên trên á, chứ nó không có vô xuống dưới nữa đâu. Cái lỗ nó cùng rồi mà. Cũng rồi. Cậu cũng đi vô đây nè mà. Nó vô trong mà. Đây còn nữa. Hai con. Hai con mà chết hết rồi. Kìa kìa, cái con xem đi à. Đó. Này. Tới đây còn cái lỗ rồi nè. Đấy. Lỗ nè. Đù mà dưới thiệt ha. Nó đi vào tận trong rồi kìa. Nhưng mà trong trong ấy không có. Nó lên trên hết. Ồ, đây con này này. Ây da, ai. Liệu đủ liền. Ấy. Dậy. Dậy vào dậy, miệng. Dậy đã ha. Dậy vào miệng. Còn nữa. Con này béo này. Béo tươi luôn. Béo quá đấy. Tụi nó ăn tới dưới này luôn mà. Bích này, bích này. U. Nhưng chặn vậy. Ngon. Lên. Cục đi lấy luôn. Ngon. Hơn chục con rồi. Con này còn mấy con. Con này tròn xe này. Ừ. Qua luôn thấy không? Đồ mà xiên thủng thiệt. Con này nó nhỏ mà ăn ghê nhỉ. Ừ.
Ui, nó cắn tay. Nó dùi chứ cắn. Nó dùi hả? Tưởng cắn. Đâu cắn. Béo ngậy luôn đấy. Vì căn bản là chưa bắt con này bao giờ, chưa ăn được ăn nữa. Rồi. Không có vô đó nữa đâu, hết rồi đó. Có rồi mẹ có. Hết rồi. Cùng rồi. Cũng gì, ông thò cái tay nó đi luôn nè này. Sợ xì thế này nè. Ghê trời. Thấy không xì không? Cái ổ sao quan trọng ở giữa này. Con non, con non. Nhưng mà kinh nghiệm đấy. Chín nằm bể rồi. Kinh nghiệm mấy mới. Đụng nó đầu bãi. Ui. Ép nó bể chứ gì. Lấy cái tay con út thế này lên. Lên mày, lên. Đây. Lên. Đúc bít. Đồ. Ui béo. Lâu đẩy nè. Quá tuyệt vời, con này to. Xì. Bì xì rồi. Xì. Con này bự rồi ha. Con này bự này. Ừ đó, ông bỉa bỏ đi. Xì nước nó bị xì nước rồi. Nhưng vẫn rất là ngon. Đúng, mà bự chán trời. Bự nhỉ. Không xì, mình xì đấy đó. Nó xì nó dính. Kinh nghiệm đó. Rất là kinh nghiệm. Rất chết ra. Có gì không? Trẻ là còn con này không hả? Trẻ chưa? Có thể chút trẻ. Có gì không? Lấy đuông mà mấy gặp chín là đuông mà không chốt nổi. Nó cũng phải sợ ông Chí. Sợ thấy bà cũng sợ. Cái đoàn thấy ông lấy đuông sợ không không? Không cho lấy nữa, không lấy gì mà. Đây. Lấy đuông đây nè. Đây. Nó đứng nắng muốn chết luôn. Nó cứ rúi rúi vào tay cũng sợ. Ui nó cắn tay. Cắn cái gì? Nó rúi. À con già bẻ cái càng thôi. Đây đúng. Hai con già. Hai em. Bẻ giò. Bẻ giò. Bẻ móng chứ bẻ giò gì? Bẻ mỏ. Bẻ mỏ không bẻ giò. Bẻ giò thôi đừng cho nó bò. Được đấy. Không? Cái cây của hổ nóng. Nó kiểu nó ủ nó nóng. Ừ. Ui con to nữa kìa. Đấy. Hai con. Đấy. Má ơi. Con kia con gì đấy? Con này con gì đấy? Ông cái ông thả nó hay gì ạ? Nó luôn. Con đấy con nhỏ đúng không? Mà gần luôn nè, thả mà ông chín. Cái ông thả hay gì ạ? Bắt dính. Tính thả. Tính thả rồi nhưng mà. Nè, cái củ này mới thối nè. Củ giờ bị thối. Ừ, mới thối nè. Ui giời ơi. Còn. Đang chui vào trong. Cứ từ từ. Bà phát 5 con liền đấy. Ừ, phát 5 con luôn. Đây. Từ từ đấy. Thôi lấy cái này trước. Đừng ấy, nó xịt à, xịt. Nó xịt ra đúng không? Xịt sữa à. Đây. Thôi để tí bắt sau. Đây. Sợ con rào quá. Ngon vậy. Trời ơi đủ mà. Đây mới là điểm trung tâm của nó. Mà nó kéo vậy mà nó nôm cái rụng mà chứ sâu nó nôm cũng dính. Trời nó cá chuối mà. Hai ba con liền đuôi này. Ui giời ơi. Đây. Đúng là kinh nghiệm phải bắt có kinh nghiệm đấy. Chứ không nghiệm mà thua. Luôn là nói rồi đưa lên mạng luôn thì có chứ ai đưa lên mạng mà. Ừ, này ở đó này đó, chú chín á, ổng là thuộc về luôn rồi. Đây là thầy bắt đuông dừa mà. thầy chín tiễn. Chủ của ốc đảo. Đây này. Đấy, ổng là luôn chú ốc đảo đó. Đây là gương mặt nổi bật. Và chú rất là nhiệt tình nha các bạn. Tuyệt vời lắm đấy. Nhưng mà đúng là kinh nghiệm phải có già đời mới bắt được chứ. Kinh nghiệm già đời bắt bỏ phí nhiều. Không biết bắt bỏ nhiều đó. Bao nhiêu? Tôi biết sơ sơ mà bữa hôm tôi bỏ hơn phần nữa. Không ra ông bắt liền. Không ra ông bắt. Ở ngoài này bắt mà tôi ở nhà tôi rám cãi tôi nói ông bắt mới đựng nữa còn nữa nữa đó. Không ra ông bắt hơn phần nữa luôn. Ở nhà hỏi ông bắt nhiêu ông nói mấy chục con nói gì bắt nữa đó còn nữa đó. Tôi ra xách dao đi vòng vô là hơn nữa. Mà con ngon không à. Đúng rồi. Hả không? Ô, con này chui sâu vào trong rồi. Bắt sao ngon không? Ngon hơn tôi bắt được. Con đuôi dừa nó chạy. Mẹ trúng. Đây không chưa trúng. Chưa hả? Đây.
Ui giời ơi, béo. Ui, đây đây đây. Đây 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 đây. Con nè. Đây đây là nhiều. Ngồi đó coi má. 7 con nè. 8 con nè. Trời ơi. Ông Hồng cãi tôi đi. Đây 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 nè. Khui ra, khui ra. Đây đây. Khui ra, khui. Khui khui ra. Đồ ngã ngay trung tâm mà. Đây là trung tâm. Trung tâm gì làm đó hả? Ngay trung tâm mà. Nghiền rô phát 7-8 con kinh khủng thật. Ngã 6 con giờ bên kia, bên kia nữa. 8 con, còn nó 9 con đó. Ừ. Đúng rồi. Hết hồng. Trong đây vẫn còn, trong đây vẫn còn nhiều lắm á. Chặt ra nó. Béo vậy. Ừ. Béo ú luôn. Đó cái đọt còn tươi không nè. Đó cái đọt còn tươi đó. Thấy trên còn tươi làm chết thấy không? Thật là nó đã tôi quyết định xử tử rồi mà. Đây 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 một con. Hai đây, con. Hai con béo lẫy luôn. Hai em. Eo người nóng vậy. Ừ. Người nóng, tay nó rũ rũ rũ. Cái do cái tàu dừa, dừa nóng. Do cái dừa nó bị ú đúng không? Ú lên men nó. Chỗ này 450 con rồi. Đúng ngày này chứ cũng 30 rồi, 30 40 rồi. Hơn hơn còn hơn. Còn 20 rồi chị. Còn trong bên kia kìa, cái này đó mình quyết định. Sao hết được? Nè, đó còn nữa hả? Còn đầu lâu đó nữa đúng nữa. Cái đầu lâu này mình đang quyết định này. Cũng là quyết định nhiều đây này. Có cái đọt đầu, đầu lâu ít có mà ít. Cái nhưng mà chắc một vài con thôi. Ông bên nay bắt về dừa, ông thấy con đâu có nhiều không? Nhưng mà cái này là hôi nhỉ. Cái không có. Nó thối. Thối. Hơi cái củ hủ dừa nó bị thối. Củ hủ dừa thối chứ nó ăn nó ỉa ra. Ừ, nó ăn cái củ hủ dừa. Nó ăn rồi nó ỉa ra nó ỉa nó chứ bộ. Đúng rồi. Kinh nghiệm. Đây, hai con liền. Dù nó béo thế nhỉ? Đây có bể không? Bị bể không? Không không, không bể. Đây đây đây. Đây này, con này mới nhỏ này đây. Đây con mini. Nãy giờ mới thấy nhỏ đó. Hai con nhỏ rồi. Nhưng con nó béo nhỉ? Hai em đó, hai em tơ. Hai mini. Hai mini hai cũng ngon, hai mày cũng ngon. Nhưng mà ở dưới bên tre họ toàn con nhỏ nhỏ thôi. Này cắn nó. Nó hơi thối thối nhưng mà chưa hết. Chút nữa sạch chứ. Dạ. Thối rồi, thối dừa. Ăn gì em điên luôn à. Điên gì? À, cái này ăn được mà nước mắm nè. Được, cứ ăn cho, cho ăn được quay. Rất là ngon. Cứ lại đây cũng kéo gần gần vô người ta. Kéo vịt đúng không? Kéo cá. Nó kéo cá bên mình gì? Không, bắt cá. Nó ở ngoài chứ. À, bên đưa nó thì kệ. Bữa hổm được nè. Có thằng kia nó thấy ghé kiếm mấy cái cà na. Từng nghe nó. Không biết ông chủ là ai hả? Rất là chi tiết. Bắt rất là chi tiết luôn. Ừ. Vẫn còn đấy, đầu ra kia. Đây đây. Chú Tiến. Đấy, con là mini. Mini. Con này ở dưới miền Tây chỉ con này thôi, nhỏ nhỏ vậy thôi. Còn đây mới gọi là đại bác này. Chặt dây đó mà còn không kinh phải gọi là đại bác. Không sao, không sao. Không sao hết. Một con. Đúng, khéo. Còn mấy con kia nhỏ nhỏ là con gì đấy? Rồi, ê, con dòi. Đây nè. Đây này. Cái đó là con tơ đó. Được. Nè, con này con dòi. Đẹp thật đấy. Nè, con này con dòi. Mấy con dòi đó thì thôi. Thành quả lấy mà không bể mà ấy chứ. Con nhảy xin con. Không, ông bị tí thôi không sao. Hai ba con điền ấy. Hai ba con điền ấy. Bể nhưng không sao, càng ngậy. Cũng nhiều chứ. Nhiều chứ, chỗ này 40-50 con. Ừ. Cũng ngon ngon không. Ê, đừng hốt nó xịt sữa hết. Cầm. Mai đi làm rồi. Ừ. Hai con đây đây đây. Rất là hồi nãy nó chạy tới dưới kia tôi bắt được chỗ đó luôn mà không thấy ớn không? Ớn thì chậm cử gì. Con gì nó chạy con này à? Nãy con nãy nó bắt con nữa. Mấy con đó ông thọc cũng như lơi lương vậy. Nó xịt mà đó anh. Hay quá, rất là tuyệt vời luôn. Kinh nghiệm. Rồi con này nó giống như con cứa tóc ấy. Cái con già của nó đấy. Hết. Ông Hồng thấy đâu mà chạy tới đó tôi còn dí tôi bắt. Trận vậy mà đúng là tính bỏ đây. Nói chung là số bấy là chú vườn chú Tiễn này này. Chú nhìn mặt ở đấy. Đây là ông chủ đại gia của Củ Chi nha.
chú chín tiếng. Cái đảo ngoài cũng... Đây là sếp Hùng Voi. À, bảy voi sếp cái gì? À, bảy voi. Thì thực sự luôn là vừa là mấy anh em chú cháu là cũng bắt từ đây các bạn ạ. Đấy, vẫn đang tiếp tục còn kìa. Nhưng mà cái này các sếp đi về điều tiết món nhậu. Chút là đây, đây nè, đây nè. Vẫn còn nữa kìa. Lúc nhúc kìa. Nhậu nhậu tối nay mẹ bà nó khỏe say, sung lắm này hả? Thì các bạn coi video hay thì nhớ like, subscribe kênh ủng hộ cho Công An TV nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn trong video tiếp theo. Đây. Vẫn còn. Ừ, vẫn còn. Chút. Sút. Rất rất là hào hứng luôn. Bắt bây giờ này. Đây. Đây này vẫn còn hai con, ba con. Còn nhiều. Từ từ. Đây. Cứ từ từ. Ui, con này nó bong bóng này. Đây. Chui đâu? Tại ông chín ông móc lờ hay lắm, móc lỗ quá. Móc lỗ đấy. Hay thật đấy. Được đây nữa này. Ô trong này mà vẫn còn nhiều chứ đâu phải ít đâu. Trời nó ít. Giờ 40 con dư rồi đó. Trời 50 con rồi. 50 dư. Đấy nữa này, thấy không? Đó, ông Hồng cứ cãi tôi không, tôi giận thiệt. Nhưng mà cái này nếu mà đẻ già nữa là thua đấy. Già nó bài con. Đây đấy, thấy không? Nó bài đi hết. Tôi thấy cái đọt còn xanh quá, tôi tính đâu đụng mới có về. Không làm. Mới con chục 20 con à. Mà cái này vừa lấy luôn. Vừa đẹp luôn. Vừa lấy luôn. Đây vẫn còn thế. Rất là tuyệt vời. Hùi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ông Hồng bữa nay thấy là ớn rồi. Hả? Thấy bữa hổm mà bữa nay thấy còn dữ hơn bữa hổm nữa. Chặt hết rồi. Ôi vẫn còn thế không? À. Đồ mà chặt. Đồ mà vừa luôn à. Ớn thật chứ bộ. Không nghĩ là trong đây còn nữa mà vẫn bắt được. Hay. Cứ từ từ cháu nó cũng nhừ. Đúng không? Đòi lấy tôi lấy mệt quá đừng nghe. Sao mà tôi đòi lấy rồi ông thôi thôi. Mệt lắm. Chứ nó thấy ông lấy mê không coi. Đứng rồi đụng nó ngồi nó mặt cổ. Ê từ từ. Đây. Game over. Ôi vẫn còn kìa, đây trong đây kìa hai con kìa. Còn từ từ. Tưởng game over hết rồi mà vẫn còn kinh không? Đây. Thấy không? Vẫn một con béo mập lù. Hai con luôn. Đây nữa này, thấy không? Từ từ. Hay, yeah. Tưởng là game over. Không có chạy khỏi tôi đâu, lo tôi móc không. Vì cái cụ hồ dừa nó ăn ngon mà không, nó không mà... thấy tôi móc là không sợ đâu. Sợ rồi. Vẫn còn một cơ hội cuối cùng nữa. Xem còn gì không? Sạch sẽ. Hay. Thôi, ta hết. Rồi, chương trình lấy đuông hết. Chương trình lấy đuông đến đây là kết thúc. Hậu vô đếm ngay, dưới 40 con có chịu cho. Rồi vô nhậu. Dắt thang vô, cái dao. Thang vô. Mình cầm tô đi, lấy dao. Cái này vào đây để tí anh em cho cháu thiết kế. Chân lái. Rồi. Được chưa? Quá tuyệt vời. Uống cái đưa đây chú ơi. Mắm thu. Mắm thối. Phú quát. Chứ qua là thu quát nụng thất bại. Nước mắm xịn này. Nước mắm xịn. Nước mắm xịn này nước mắm vua ăn nè. Nước mắm nhà. Vua ăn đó. Nhà là. Mắm nhà là nước mắm này để bằng nước mắm vua đó. Thử cái này của chú này. Con này được không? Ăn cả cánh được không? Ăn nhai hết luôn. Toàn bộ. Cánh giảm thôi chứ đâu có gì. Miếng cốc giòn không? Hết luôn. Mình ngon. Nông dân mà. Vậy mà. Cá quan giả đuông quan giả người ta cũng quan giả luôn. Nước mắm quan giả ấy. Ê nước mắm quan giả gì nữa. Nhưng mà cái này không có mà ăn thật ấy. Chứ không phải là sợ cái gì đâu. Không có mà nó béo. Giờ không có ăn. Béo không vậy. Để cá rô phi đồng luôn. Quan giả luôn á. Cái nói đồng chính nhiều khi cũng chọi. Bùng súng luôn. Sen đủ hết. Sen. Chú Chín Tiễn cứ phải đổ xi măng trước. Chú rừng, chú hoang dã. Chú hoang dã, chú nhà chồng. Không có, hoang dã mà đụng nghĩa là nó nấu những hoang dã còn ở nhà chồng nữa cha. Ba đứa mình. Thế bữa ấy chú kia sợ sao mà nhậu ra đây nhậu nhiều quá say. Say sợ. Say, rượu tôi nó say, hết biết đường đi á. Bao nhiêu người sợ rượu này chứ bộ. Ủa chứ sao bình thường mà có gì đâu. Không, chưa tới chảy à. Uống chưa tới chế đô đúng không? À. Cái này mới vô mà.
bụng nó kêu cái gì, thằng bụng cái thằng chân dịch ở đây nó còn sợ hơn rồi. Bụng chưa, bụng là thằng rồi thử con to như là vui đâu độ thấy còn sợ béo ngậy luôn. Ô đầu nó vẫn cua quậy này chỗ này, đây đây, đây thấy không, nó chạy, nó chạy này, nó quay đầu này. Vậy là quay đã chiên chết rồi, quay gì đã bỏ vô lửa chiên rồi mà. À, tưởng bên cửa quậy trêu đấy vậy trêu. Cái con nào quậy đó các bạn cho, con nào quậy không? Ừ tuyệt vời, quất con này vô nó đã rồi ngon. Ừ. Má có đổ mắm không? Có miếng nè chút ngon ngon chút. À nghe anh nói á. Ừ. Đấy, chùm bắt đuông dừa. Chùm bắt đuông dừa, chùm hết luôn. Chùm dừa. Chùm bắt lào nữa. Bắt lào là bắt lương á. Mình đây thì hôm nay ăn có cá lóc nhỏ. Cá lóc có coffee rượu, nướng. Có rượu, có phi nướng với... Bầy voi. Bầy voi. Đây là chú đảo. Chú đảo. Không, đây đây. Chú đảo, chú đảo. Đây là chú đảo. Chú đảo. Đúng kìa. Đó, tôi đúng ấy, tôi một xếp tổng đấy, chủ đấy. Gần 8.000 mét ở tại Phương An ấp 3. Đây ấp 3 chứ. Ấp 6 ấp 3 là mà bên đường hướng lộ 2. Đây ấp 6. Ấp 6 10.000 đi một mẫu đây. Đâu có. Không, đây ông bên giới thiệu 8.000 rồi. Tức quá tôi cho thêm 200 nữa. Thôi. 2.000 chứ 200 gì. Đây ăn đun dừa ngon quá. 2.000 là 2 con. Đây đun dừa đặc sản của công viên nước. Mời mời chú, mời chú. Chứ không phải là của Bến Tre nữa mà đặc sản công viên nước. Nói hết sạch. Từ cái vấn đề mà nước mắm đủ thứ. Kho quẹt. Hết túi chú quan dạ. Đây đây còn một con đuông nè. Đuông 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 bên chú, bên chú, bên chú. À còn đuông cuối cùng. Chú quan dạ.